Cap maintenant sur les Và giờ Émirats đây, Arabes ở Unis, các tiểu vương bien quốc Ả connu Rập pour ses thống villes nhất aux allures nổi tiếng với futuristes. thành phố tương Bonjour lai. Sylvain, Xin merci chào d'être Sylvain, avec nous. Le cảm pays ơn Rafale các bạn est đã đồng hành cùng innovations chúng en tout tôi. genre et Đất nước certaines thực sự phát cuồng vì technologies những đổi mới pourraient của tất bien cả các révolutionner loại nos và một vies, et số công nghệ notamment nhất dans le định domaine des có thể cách transports. mạng hóa cuộc sống của chúng ta và đặc biệt là trong lĩnh vực Bonjour giao Laurent, thông. en effet, Xin les chào, monarchies du người Golfe chiến sont thắng thực friands sự de các chế độ nouvelles quân chủ technologies của que ce vùng vịnh soit rất thích công les nghệ taxis mới, drones cho ou dù đó là l'hyperloop, un taxi train bay censé không người fonctionner lái, hay tàu hỏa siêu tốc được cho là chạy trên thảm điện tử. Vì ở đây mọi người đều nhận thức rằng kỷ nguyên dầu mỏ có thể sắp kết thúc, và điều đó là cần thiết để trở thành người dẫn đầu trong các công nghệ của ngày mai. Một trong số chúng có thể là một tuyến cáp treo đô thị, hiện đang được thử nghiệm ở tiểu vương quốc, đến thành phố lớn thứ hai của đất nước. Báo cáo được thực hiện với Nicolas Cahorin và Sophie Gainon ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những tòa nhà chọc trời nhô lên khỏi mặt đất trong một vài năm nữa sẽ được phục vụ bởi những nút giao thông khổng lồ. Trên những con đường, nếu sự thống trị của chiếc xe vẫn còn những ngày tươi sáng phía trước, đất nước dự đoán sau dầu tại cửa sa mạc một hệ thống cáp treo đô thị và thử nghiệm trên quy mô lớn được treo bằng dây cáp. Những cabin này có thể di chuyển từ ga này sang ga khác với tốc độ 150 km/h. Kỹ sư người Nga là tương lai của ngành vận tải được chào đón trong tương lai. Tùy thuộc vào các phiên bản mà các cabin này sẽ có thể chuyên chở từ 6 đến 30 người và tần suất của chúng sẽ có thể thích ứng với số lượng hành khách. Có nghĩa là thay vì phải có một chiếc xe buýt khổng lồ, với 100 người thấy mình bị nén như cá mòi trong một chiếc hộp ở đó, chúng tôi có thể gửi cái này đến cái khác và tốt hơn là từng chiếc một bằng điện và im lặng. Tàu điện ngầm này được treo bằng dây cáp có thể kết nối các tòa nhà ở các trung tâm đông dân cư như Dubai, mà còn kết nối các thành phố giữa chúng trong khoảng cách xa hơn như tưởng tượng. Trong kit quảng cáo về cam beo từng của các loài chim, có thể làm cho nó hoạt động trong sa mạc hoặc những khu vực ngập lụt, nơi các khu cứu trợ khó tiếp cận đã được biết đến trên núi. Công nghệ đơn giản và hiệu quả này không cần phi công vận hành một bộ phận. Như công nghệ này được thực hiện để giám sát 50 đến 100 phương tiện vì hầu hết mọi thứ đều tự động. Một giải pháp thích ứng cho vận tải hàng hóa theo đối với các nhà phát minh. Phương thức di chuyển này sẽ là một trong những phương thức rẻ nhất trên thế giới với chi phí không bao gồm xây dựng là $1 cho mỗi 100 tấn di chuyển trên mỗi km. Ngay khi chúng ta rời khỏi mặt đất, nơi an toàn không bị tắc nghẽn giao thông và xe buýt với tất cả và chúng tôi đi đến cấp độ tiếp theo. Cảm ơn Chúa và vẫn sẵn có mà không phá hủy thiên nhiên nơi các công trình hiện có và không thải khí. Chúng tôi cung cấp một giải pháp kinh tế và sinh thái. Việc lắp đặt này được tài trợ bởi Trung tâm Đổi mới về phí tại một các thành phố tắc nghẽn nhất của các tiểu vương quốc, với ngân sách 1 tỷ euro mỗi năm. Chính quyền muốn thu hút các công ty khởi nghiệp nước ngoài đang tìm kiếm vốn. Các tiểu vương quốc có chiến lược đến năm 2030 để chuyển từ nền kinh tế dựa vào dầu mỏ sang nền kinh tế tri thức. 1. Chúng ta phải khuyến khích đổi mới cả các nhà khoa học và doanh nhân được tài trợ. 3. Tập trung vào các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo. In 3D Block và 4. Công ty được thành lập sẽ làm giàu cho đất nước chúng ta sẽ có các thành phố. OAI, thành phố thu phí đến và đi Dubai nên là thành phố đầu tiên trên thế giới lắp đặt cáp cho đô thị này, một bước trước khi xuất khẩu phương tiện giao thông này ra nước ngoài. Vì vậy, xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì những hình ảnh đặc biệt đáng kinh ngạc này phải được công nhận và hẹn gặp lại các bạn sớm, rõ ràng là khi họ trở lại tương lai.